Những cái hư ở người phụ nữ có chồng khiến cho người đàn ông say như điếu đổ. Các bạn thân mến, phụ nữ có chồng thì gần như càng ngày càng dì tay nhau rằng phải biết hư một chút mới là một cách giữ chồng hiệu quả. Định nghĩa hư của một người làm vợ mới là cả một nghệ thuật. Hư nhưng không hỏng, hư nhưng vẫn giữ được cốt cách, bản lĩnh và tinh thần của mình. Lâu nay hẳn là rất là nhiều chị em khá quen thuộc với những câu mách nước cho nhau như kiểu rằng phụ nữ thông minh là phải biết cách hư một cách ngoan, hay đàn bà hư thì thường có sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với cánh đàn ông. Đàn bà hư ở đây không phải theo nghĩa là hư hỏng theo nghĩa đen, mà là sự phóng khoáng, sự chủ động, sự hào sảng và đôi khi là cả một chút bất cần nữa. Người phụ nữ ngoan sống ép mình theo quá nhiều nguyên tắc, không dám có những sự thay đổi, không dám làm những điều mình muốn hoặc làm một việc gì đó cho bản thân mình thì lại sợ xung quanh đánh giá, có thể giúp bạn trở thành tấm gương để người ta lấy đó ra làm ví dụ, nhưng sẽ khiến cuộc đời của bạn tẻ nhạt và bạn đang sống hộ cuộc đời của người khác chứ không phải sống cho chính mình. Phụ nữ thông minh và nhất khi là trở thành người đàn bà đã có chồng thì càng phải biết cách nên hư hỏng một chút sao cho đúng mực. Đó sẽ là một con người không sống cam chịu và sống chỉ để làm vừa lòng người khác. Người phụ nữ hư một cách ngoan sẽ dám sống thật với bản thân mình, với những điều mình suy nghĩ, vì bản thân mình mà thẳng thắn lên tiếng với những bất công trong lối suy nghĩ trọng nam khinh nữ. Hay là phụ nữ có chồng thì phải gồng mình hy sinh tất cả mọi thứ cho chồng cho con. Đàn bà hư một cách khôn ngoan sẽ chiều chuộng bản thân và không ngừng khiến cho bản thân đẹp lên mỗi ngày. Đàn bà thông minh biết hư một cách đúng mực sẽ không bao giờ cần nghĩ đến việc phải làm thế nào để giữ chồng, bởi vì tự bản thân họ đã khiến cho chồng tự giác và biết chung thủy. Đơn giản là bởi hôn nhân bao gồm cả tình yêu và cả sự trách nhiệm. Đàn ông luôn muốn có một người vợ ngoan, nhưng lại luôn bị hấp dẫn bởi sự quyến rũ, sự sexy và sự hư hỏng có chừng mực để cảm xúc thăng hoa và luôn mới mẻ. Làm gái ngoan thì thực ra không khó, cứ không làm những điều mà cha mẹ, thầy cô, xã hội, rồi thì người yêu hay là người chồng mình cấm đoán là được. Nhưng muốn làm một gái hư đúng cách thì phải biết làm rất là nhiều thứ. Biết làm chủ bản thân, biết làm chủ cảm xúc, biết mạnh mẽ, biết quyến rũ, biết độc lập, biết cách từ chối và nói không, biết cách kiếm tiền và tiêu tiền, biết lúc nào làm công chúa nũng nịu, biết lúc nào làm bảo hoàng quyền uy, biết nấu nướng và cũng biết uống rượu nữa. Định nghĩa hư của một người vợ mới là cả một nghệ thuật. Hư nhưng không hỏng, hư nhưng vẫn giữ được cốt cách, bản lĩnh, tinh thần, không hòa trộn vào các cô gái khác thích ở vị trí đứng thứ ba. Chính là như vậy, có một thực tế là nếu như phụ nữ không dám hư thì đàn ông sẽ không thấy cuốn hút và cũng chẳng biết sợ gì hết. Mà đàn ông còn thấy hút, còn thấy sợ thì mối quan hệ mới mong có sức hút và bền lâu. Hóa ra muốn hư khó lắm, đâu phải chuyện đùa. Phụ nữ có chồng rồi nếu mà chưa biết hư chân chính như thế nào thì các bạn có thể tham khảo một vài các cách hư sau đây khiến cho chồng say mê như điếu đổ. Thứ nhất là có thể biết bỏ chồng con lại để dành thời gian nghỉ ngơi, xả hơi, biết chăm sóc cho chính bản thân mình. Có thể đôi khi dám đi về khuya, biết nhảy một điệu nhảy cuồng nhiệt để tăng thêm nét quyến rũ và dễ dàng hòa mình vào bất cứ một cuộc chơi nào đầy phóng khoáng. Dám ăn mặc một cách hấp dẫn, gợi cảm. Biết học cách nếm rượu, thử một chút những hương vị đôi khi chỉ làm cho đôi má của mình thêm ửng hồng, thế nhưng tuyệt đối không bao giờ được say. Nắm được tuyệt chiêu quyến rũ chồng, luôn gọn gàng, luôn duyên dáng và thơm tho. Biết xót mặt và tai chồng những điều mà mình mong muốn, biết dùng thuốc lá như một món đồ trang sức khi cần thiết, biết lạnh lùng khi cần, biết tiêu tiền để làm đẹp và phục hồi cho cơ thể của mình. Không cần phải quá tận tụy làm người vợ hoàn hảo. Mệt thì nói là em rất mệt, không thích làm thì nên từ chối và giải thích lý do một cách cẩn trọng. Đừng cố làm hài lòng tất cả mọi người, quan trọng vẫn là không để làm hổ thẹn với lương tâm của chính mình. Và hơn hết là biết cách nhẫn tâm khi cần thiết, không nhai đi nhai lại chuyện cũ và đừng bao giờ bắt người đàn ông của mình phải trở thành một người đàn ông mẫu mực. Và đặc biệt là nên nhớ nằm lòng điều này, đó là người vợ mà người đàn ông chắc chắn sẽ mê mẩn chính là những người đàn bà ngoan ở ngoài đường nhưng lại biết hư ở trên giường, hay thực sự chỉnh chu với chuyện chăn gối của mình, chăm sóc cô bé một cách cẩn thận, kỹ lưỡng, để lại những dấu ấn riêng bằng những mùi hương đặc trưng, bằng những hình hài thật là đáng yêu, gọn gàng, được chăm sóc cẩn trọng.
Bởi vì tình dục không chỉ để giải quyết nhu cầu của con người, mà nó còn là cầu nối để gắn kết yêu thương trong đời sống vợ chồng. Phụ nữ có chồng thì nên nhớ rằng đàn bà hư nhưng không hỏng mới khiến cho người đàn ông nhớ mãi. Người đàn bà thả lòng mình hư một chút để cuộc sống dễ thở và vui vẻ hơn. Đàn ông các anh ấy đôi khi rất là đơn giản, chỉ cần người đàn bà của tôi vui là tôi thấy vui. Bởi vì khi người đàn bà vui, họ có khả năng lan truyền niềm vui của mình sang những người xung quanh một cách nhanh chóng. Và cuối cùng là có một cái kết viên mãn, đó là tất cả mọi người đều vui. Bạn có bao giờ tự hỏi là tại sao những người đàn ông tồi và những người phụ nữ hư ấy, nghe thì rất là trái khoáy nhưng mà họ lại luôn là những người rất là hấp dẫn? Dẫu đàn ông có tồi đến mức độ nào đi chăng nữa thì cũng vẫn sẽ có những người phụ nữ chạy theo họ. Và dẫu những người phụ nữ có hư hỏng lẳng lơ thì cũng vẫn có những người đàn ông yêu họ. Có thể một sự thật rằng đàn ông họ không muốn kết hôn với những cô gái hư, nhưng có một điều phải công nhận, đó là các anh rất là thích sự cuốn hút của những cô nàng đó. Bởi vì gái hư có những bí quyết khiến cho người đàn ông mê đắm, và đôi khi chị em phụ nữ cần phải biết hư hỏng một chút sẽ khiến cho người đàn ông của mình say mê cả đời không thể rời xa. Hãy biết cách quyến rũ người đàn ông của mình. Quyến rũ đàn ông ở đây không có nghĩa là bạn phải diện những bộ trang phục thật là hở hang, thật là gợi cảm. Đôi khi một nụ hôn đột ngột lên môi hay là một cái nháy mắt đầy tình ý cũng sẽ khiến cho người đàn ông cảm thấy người phụ nữ của mình thật quyến rũ. Hoặc là có thể diện những bộ trang phục không cần quá hở hang, khoét ngực không cần quá sâu, ôm body không cần quá chặt, nhưng khoe được những đường cong trên cơ thể như là một chiếc váy ôm nhẹ nhàng, cũng khiến cho người đàn ông muốn ngắm nhìn người phụ nữ của mình hơn. Hay là tạo cho mình một mùi hương nhẹ nhàng để người đàn ông nhớ mãi không quên, để cho chồng mình dù có đi đâu cũng luôn nhớ đến hương vị của người vợ. Hãy thủ thỉ với người đàn ông của mình những điều mà các bạn thực sự mong muốn. Đừng bao giờ nghĩ rằng phụ nữ là phải e thẹn, những điều tế nhị thì không được phép nói ra. Bởi vì dù rằng người đàn ông có yêu bạn đến thế nào đi chăng nữa, họ cũng không thể hiểu hết được những tâm tư, những mong muốn của phụ nữ đâu. Đàn ông không phải là những người có đủ nhạy cảm để lúc nào cũng đoán trúng được suy nghĩ của các chị em. Chính vì vậy, chị em phụ nữ nên mạnh dạn hơn, nên chủ động thổ lộ những mong muốn của mình cho người chồng, cho người yêu của mình biết, dù đó là những ham muốn sâu kín nhất. Và đàn ông thực sự họ sẽ rất là vui mừng nếu như thấy bạn thoải mái chia sẻ những điều mà bạn đang khao khát, đang thầm kín. Nhu mì trong tính cách của người phụ nữ là một điều cần thiết, nhưng không phải lúc nào sự nhẹ nhàng, sự dịu dàng cũng chiếm được trái tim của người đàn ông. Đôi khi phải biết cách hờn dỗi, bướng bỉnh một chút để khiến cho người đàn ông có cảm giác khó chinh phục và sẽ tìm cách khiến cho bạn cảm thấy hài lòng. Nên nhiều cái gì càng khó có được thì người ta lại càng quyết tâm theo đuổi, và khi mà bạn càng khó chiều thì lại khiến cho người đàn ông càng quyết tâm mong muốn được làm bạn hài lòng hơn. Hãy cuồng nhiệt trong chuyện chăn gối với chồng cũng là một bí quyết mà bạn cần phải học tập những cô gái hư. Bạn nên gạt bỏ ngay suy nghĩ rằng phụ nữ thì không được làm chủ ở trên giường. Đàn ông đôi khi cũng rất là muốn được người phụ nữ của mình làm cho mình cảm thấy hài lòng, thay vì luôn phải chủ động chiều chuộng các chị em. Tất nhiên, đây sẽ là phần lớn quãng thời gian và phần lớn sự chủ động thuộc về đàn ông. Nhưng nếu như các chị em phụ nữ đôi khi các chị thể hiện một chút nữ quyền của mình ở trên giường thì cũng khiến cho chồng say mê. Thật không có gì tuyệt vời bằng việc người đàn ông cảm nhận được sự cuồng nhiệt khi làm chuyện ấy với người phụ nữ. Chàng sẽ hết sức ngạc nhiên, bởi vì bên ngoài bạn là một người hiền dịu, nhưng khi trên giường cùng với anh ấy, bạn ấy rất là biết cách hư hỏng. Nhất định là chàng sẽ rất thích và càng muốn ở bên cạnh bạn nhiều hơn nữa. Hãy trung thực khi hai người ở bên cạnh nhau và có những giây phút riêng tư như thế này. Nhiều chị em phụ nữ ấy, vì muốn làm hài lòng người đàn ông của mình, thế nên đôi khi còn giả vờ lên đỉnh nữa cơ. Điều này sẽ khiến cho bản thân của các bạn cảm thấy không thoải mái và làm cho tình yêu của cả hai ngày càng nhạt nhòa. Nếu như người đàn ông biết được rằng các chị em chỉ đang có những phản ứng, những cảm xúc thật là gian dối, thì tôi nghĩ rằng cảm xúc của chúng ta cũng sẽ tụt đi rất nhanh. Bởi vậy, chị em nên trung thực với người đàn ông về cảm xúc của mình sau mỗi lần cả hai yêu, để chàng cảm nhận được rằng bạn mong muốn điều gì và cải thiện chuyện ấy nếu như nó chưa khiến bạn thật sự cảm thấy hài lòng. Các bạn thân mến, vừa rồi là những kiểu hư hỏng của người phụ nữ có chồng mà luôn khiến cho người đàn ông say mê. Chị em phụ nữ có chồng thời hiện đại thực sự là có quá nhiều những kỹ năng cần phải trau dồi. Nói nhiều thì cũng rất nhiều, nhưng nói ít đôi khi cũng chỉ gói gọn trong những điều đó là đáp ứng được nhu cầu của nhau,
phù hợp với hoàn cảnh xã hội, hoàn cảnh gia đình mà thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe. Theo các bạn thì vừa rồi chúng tôi đã chia sẻ những hương vị, những điều mà một người phụ nữ có chồng hư hỏng khiến cho chồng mê như điếu đổ. Các bạn còn có mong muốn và khao khát gì ở phía những bà vợ muốn cho người vợ thể hiện nhiều hơn bản thân nữa hay không? Đừng quên chia sẻ với chúng tôi những điều các bạn mong muốn ở dưới phần bình luận của video này nhé. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Là tâm sự, chồng của bạn thân ngoại tình, nhưng cô ấy lại nổi đoá với tôi. Tôi bắt đầu làm việc cùng với sếp trong một công ty lớn cách đây khoảng 6 năm. Cũng khá là hiểu tính sếp và ăn ý với sếp trong công việc. Hơn hết, đây chính là chồng của cô bạn thân của tôi. Thật ra tôi quen biết với sếp trước rồi mới được giới thiệu với vợ của anh ấy, và chúng tôi dần trở nên thân thiết với nhau hơn. Tôi biết một số bí mật riêng tư của sếp, nhưng tuyệt đối tôn trọng đời tư người khác nên chưa bao giờ nói ra. Chỉ biết công việc là công việc, cho nên sếp cũng rất quý trọng tôi và cũng ưu ái tôi trong công việc. Tôi vẫn sẽ tôn trọng nguyên tắc của mình và chẳng thấy có vấn đề gì nếu như không được giới thiệu với vợ sếp và trở thành bạn thân của cô ấy. Tôi quý vợ sếp ở điểm dù chồng làm to nhưng lại rất khiêm tốn và đơn giản. Cô ấy không cầu kỳ cũng không chảnh chọe như nhiều phu nhân khác. Cô ấy thân thiện và rất biết cách quan tâm đến mọi người, cũng không muốn nợ ai cái gì, cũng chẳng muốn lợi dụng ai, luôn tìm cách tế nhị để đền đáp lòng tốt của người khác. Chúng tôi thân nhau đến mức có thể cùng nhau đi mua sắm, đi ăn trưa hoặc hẹn nhau đi cà phê cuối tuần mà khi tôi không phải làm việc. Giống như những người bạn gái thân thiết khác, chúng tôi cũng tâm sự với nhau nhiều chuyện thầm kín. Nhưng vì như vậy, tôi lại cảm thấy rất có lỗi vì có một số chuyện thầm kín không liên quan đến tôi, nhưng liên quan đến cô ấy mà tôi lại không thể nói ra. Tôi biết rằng sếp đang qua lại với một người phụ nữ khác trong công ty. Đó là một bí mật trong văn phòng, cũng là nguồn gốc của nhiều lời xì xào và đàm tiếu. Nếu như ngày trước thì tôi chẳng sao, tôi vẫn chọn cách sống không biết, không quan tâm và không liên quan. Nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy căng thẳng khi mà giữ bí mật đó trước người bạn thân của mình, tức là vợ sếp. Cô ấy cũng vài lần nói với tôi về cảm giác bất an của mình khi mà chúng tôi đi cà phê với nhau, nhưng tôi lại gạt đi để trấn an cô ấy mà không hề nói ra sự thật. Tôi có từng vào gặp riêng sếp để giải thích rằng tôi cảm thấy thực sự rất khó chịu và khó xử trước đời sống riêng tư của anh. Tôi hỏi sếp là theo anh, ở địa vị của tôi bây giờ phải làm như thế nào. Sếp nói rằng anh ấy hiểu đã đặt tôi vào thế khó và khẳng định sẽ thu xếp chuyện này cho ổn thỏa nhất. Chẳng hiểu là anh ấy thu xếp cái kiểu gì, hoặc chưa kịp thu xếp thì tự nhiên vợ sếp biết chuyện, đột ngột mò đến công ty, gặp bồ của sếp rồi làm lên và tung ra cả bằng chứng. Không biết ai ở cơ quan đã kích động nói với cô ấy, và cô ấy đã âm thầm thu thập bằng chứng chồng ngoại tình từ bao giờ. Điều làm tôi khổ tâm nhất là bạn thân nổi giận với tôi, bảo tình bạn từ nay chấm dứt vì tôi đã bao che cho chồng cô ấy làm những chuyện bậy bạ. Biết mà không hề nói với cô ấy, còn nói dối cô ấy là chẳng có chuyện gì. Đúng là tôi đang cảm thấy rất day dứt vì không nói gì cho cô ấy biết. Nhưng tôi có nỗi khổ riêng của mình. Tôi vẫn nghĩ mình làm đúng khi nói chuyện trực tiếp với sếp trước. Nhưng khi vợ sếp chửi mắng và cắt đứt tình bạn, tôi cũng không hiểu mình phải làm sao mới đúng. Tôi không muốn là kẻ đốt nhà người khác, nhưng khi bị đặt vào tình huống này, dù nói hay không nói thì với vợ sếp tôi vẫn mang tiếng là người đi đốt nhà. Bây giờ tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào để có thể giữ được tình huống của mình nữa. Phải làm sao để không mất đi tình bạn vì lý do oan ức này. Sếp tôi từ hôm bị vợ đến đánh ghen đến giờ cũng thất thần khi đến công ty, nên tôi chắc là cũng chẳng trông mong gì được anh ấy đứng ra ở giữa dàn xếp và giải oan cho mình. Tôi cũng không biết phải làm thế nào, rất mong nhận được cao kiến của tất cả mọi người. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.